Chào các bạn, rồi chúc mọi người một ngày vui vẻ ha. Rồi ở video clip này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cắt kiểu tóc chải cao bình dân đơn giản các bạn cho nền tóc xong giận luôn. Rồi chúng ta cũng làm ẩm tóc và chải mái chơi ngôi nha các bạn. Rồi chúng ta cũng kê lược vô tóc và chúng ta cắt tông lên các bạn. Thì cách kê lược thì chúng ta cũng chải lược vô tóc và hướng đầu răng lược về phía chúng ta, cách cho đầu 35 độ thì chúng ta đẩy tông lên các bạn. Thì cái tóc này thì chúng ta đẩy lấy khung phía trên trước nha các bạn, cho nó nở các bạn đi lại cái phần chân nó nhanh hơn. Thì từ dưới các bạn đi thẳng lên 2/3 cái phần size ha. Rồi cái tóc này thì chúng ta kê lược cái nền xanh đen nha các bạn đó. Rồi cũng kê lược vuốt lại cái nền tóc cho nó mượt đều hết luôn các bạn. Rồi vuốt lại ở phía dưới chân viền và mai luôn các bạn. Rồi chúng ta cũng chấn viền phía trên cạnh vành tai và phía trước mai luôn nha các bạn. Rồi ở phía sau gáy này, ở sau phần đuôi tóc này cũng tương tự các bạn. Chúng ta cũng đi kê lược đi từ dưới lên 2/3 cái form sau ha. Đó, cũng hướng đầu răng lược về phía chúng ta, cách da đầu 35 độ và chúng ta đi tông lên các bạn. Thì cũng lấy khung phía trên trước nha các bạn. Rồi cái phần nền phía dưới các bạn đi lại sau nó nhanh hơn ha. Tức là cái khung đó là nó là chuẩn rồi đó các bạn, đi phần nền nó lên tới khung đó là lấy luôn các bạn, khỏi mất công đi từ dưới lên rồi nó có tầng có khớp và phá nữa. Rồi chúng ta cũng kê lược đi mượt lại cái nền phía dưới viền luôn nha các bạn, đó cho nó đều hết. Cái form đầu này phía sau tương đối cũng lòi lõm nha các bạn, nó cũng không mượt lắm. Rồi cũng chấn viền cái phía sau cạnh bên tay bên trái đó luôn các bạn. Rồi phía bên phải của cái phần gáy này chúng ta cũng kê lược đi lại tương tự nha các bạn, giống như bên trái, cũng đi từ dưới lên và 2/3 cái form sau của cái phần gáy ha. Rồi cũng kê lược cuốc lại cái nền phía dưới cho nó mượt đều hết luôn các bạn. Đây là kê lược các kiểu tóc chải cao nền xanh đen nha các bạn. Rồi chúng ta cũng vuốt lại cái phần viền ở dưới gáy nha các bạn. Đó, cái này tóc này là chúng ta gáy này thả các bạn, không chấn ha. Rồi ở phía sau cạnh vành tay bên phải này cũng kê lược tương tự luôn nha các bạn, cũng đi từ dưới lên 2/3 của cái size bên hông ha. Rồi cũng kê lược vuốt lại cái nền đó cho nó mượt nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy cái nền da ở dưới nó là lõm, nó không có thẳng ha, chỗ trắng chỗ đen, cho nên chúng ta kê lược chúng ta làm cho nó mượt đều màu hết luôn. Rồi cũng chấn cái viền phía sau cạnh bên tay bên phải luôn và vuốt lại cho nó mượt luôn các bạn. Thì khi cắt tới đâu thì chúng ta cũng làm cho nó gọn ghẽ sạch sẽ tới đó luôn các bạn, khỏi mất công quay lại chỉnh sửa, như vậy nó sẽ nhanh hơn, đỡ tốn thời gian. Rồi ở phía trước, phía trên cạnh bên tay bên phải, cái size này thì chúng ta cũng kê lược cắt đối xứng với cái size bên trái này nha các bạn. Từ dưới lên thì 2/3 size thì trừ lại 1/3 từ top xuống ha. Rồi cũng kê lược cũng hướng đầu răng lược về phía chúng ta, cách da đầu 35 độ và cũng đi tông lên các bạn. Đó các bạn nhìn thấy ha. Rồi chúng ta cũng kê lược và chúng ta vuốt lại cái nền phía dưới cho nó mượt đều hết luôn ha. Rồi bo lại cái viền, vuốt lại cái chân viền cho nó liền ý với cái nền tóc luôn các bạn. Rồi video chia sẻ tham khảo nha các anh chị các bạn. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video ủng hộ. Rồi chúng ta cũng bo cái viền phía trước mai và phía sau mai luôn, và cạnh bên tay phía trên luôn các bạn. Rồi cơ bản chúng ta cũng đã đi xong cái phần chân viền các bạn. Ở đây là bước cắt mái ha. Thì ở cái bước này thì các bạn cũng có nhiều cách cắt ha. Có thể kẹp tay bắt cắt bằng cái bén, và cũng có thể tỉa và xoa ngọn lại bằng cái bén. Thì ở đây tôi cắt cái máy này bằng tông đơ luôn các bạn, cũng xoa ngọn bằng tông luôn ha.
Các bạn nhìn thấy cái nền phía trên nó quăng dữ lắm luôn á, nó săn còn hơn uống luôn đó các bạn. Thì do cái tóc này nó quăng nhiều mà nó phùng các bạn, cho nên cái máy này chúng ta cắt tương đối hơi ngắn xíu ha, để chải nó ôm các bạn, chứ nó dài và nó quăng cái các bạn chải nó phồng lên đóng luôn. Thì cũng tùy theo cái sở thích của khách các bạn, nhưng ở khách này thì cái máy này càng gọn càng tốt đó các bạn. Cắt cái phía trước rồi các bạn nhìn thấy nó vẫn bông lên ha. Rồi ở đây tôi di chuyển máy quay qua, tôi cắt cái sai bên trái này cho các bạn nhìn thấy, cắt cái tóc dư chảy vừa đến đầu về bên cái sai bên trái này các bạn nhìn cắt ha. Đó, nó phủ xuống với cái cạnh đó, chúng ta kê lược vô, chúng ta nâng lên, chúng ta cắt cái ngọn tóc phủ đó các bạn. Đó là các bạn thấy nó đều luôn ha. Rồi kê lược sau lại cái phần đỉnh một lần nữa các bạn, cho nó đều hết luôn. Đó, khi này là các bạn chảy ngược chảy xuôi gì vẫn được ha, nó không có dư bên nào hết trơn các bạn, nó đều hết. Rồi ở đây do cái tóc này nó quăng nhiều và nó cái ngọn nó không nằm ha các bạn, nó bồng bồng lên không. Thì tôi sử dụng kéo tỉa, tôi tỉa xung quanh cái phía trên đỉnh đầu này, tỉa ngọn nha các bạn. Đó, chúng ta tỉa một kéo hai kéo trên cái phần ngọn tóc á, cho cái ngọn tóc nó tơi và nó mềm mượt, chúng ta chải nó ôm xuống cái nền máy các bạn. Rồi ở phía bên tay phải này tôi cũng di chuyển máy quay về bên đây, tỉa cái phần máy bên đây lại các bạn nhìn thấy một lần nữa ha. Đó, chúng ta tỉa phần ngọn thôi. Rồi ở đây tôi lắp cái cự 3mm là tôi vuốt nhẹ lại phía sau cái phần gáy này cho nó mượt luôn ha các bạn. Ở cái form sau này có chỗ nó lõm lõm, nó đâu vuốt lại cho nó mượt hết. Rồi chúng ta cũng đã cắt xong cái tóc ở phía trên bằng tông và kéo các bạn. Ở đây thì cạo viền cũng là bước cuối cùng để hoàn thành luôn kiểu tóc nha các anh chị và các bạn. Rồi tôi cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ xem video của Vũ Ly trên kênh trong thời gian vừa qua. Rồi tôi cũng xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Nếu các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Thì viền hồi nãy thì tôi chấn bằng tông nó cũng tương đối sắc rồi ha các bạn. Ở đây chúng ta cạo lại những cái tóc con phía dưới viền cho nó sạch sẽ, cho nó nét là nó đẹp rồi các bạn. Rồi tôi cũng chải lại cái tóc cho hoàn chỉnh để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Cái tóc này chải cao nền xanh đen ha, mai thả óc thả và mái chải 73 ngược nha các bạn. Đó, ở đây là từ bên phải chúng ta chải cái mái về bên trái 73 ngược ha. Rồi đây là cái kiểu tóc của chúng ta nha các bạn, chải cao bình dân 73 ngược nha các bạn. Rồi viền đồ sắc nét hết ha, mai thả gáy thả ha, không chấn ha. Rồi video chia sẻ tham khảo là vậy, cảm nhận thì cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận ha. Rồi cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.